tại sao con người có thể đoán trước được ngày chết của chính mình? Những người sống sót sau vụ cháy Thiên Tân có phải đã được Diêm Vương gọi tên trong sổ sinh tử? Bạn có tin vào vận mệnh sinh tử hay không? Có một người đàn ông trẻ tuổi ở Hồ Nam, Trung Quốc tiên đoán rằng mình sẽ chết trong vài ngày. Và đúng là anh ta đã qua đời một cách đầy bí ẩn. Thậm chí cách anh qua đời cũng trùng khớp với những gì bản thân đã nói trước đó. Có người cho rằng người đàn ông ấy có thể đã nhìn thấy danh sách của âm phủ. Phải chăng quyển sổ sinh tử thật sự tồn tại? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Sinh tử có phải là vận mệnh? Có một câu chuyện xảy ra ở xã Dĩnh Tự, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Nhân vật chính là một người đàn ông tên Dư Đức Thanh, 43 tuổi, đang trong độ tuổi sung sức. Công việc của anh ta là đi làm công trường để nuôi sống gia đình. Một ngày nọ, Dư Đức Thanh trở về nhà trong trạng thái hoang mang, lo lắng và nói rằng bản thân mình sắp qua đời. Gia đình thấy Dư Đức Thanh rất căng thẳng, không giống như đang đùa. Họ hỏi anh lý do, nhưng Dư Đức Thanh không nói gì cả. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng vợ anh là Tiêu Nguyệt Minh nhận thấy hành vi của chồng bỗng trở nên rất kỳ lạ. Anh thường xuyên trốn trong góc túi run rẩy cả người. Mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ thì la hét hoảng sợ, như thể đang trốn tránh điều gì đó. Nguyệt Minh thấy vậy thì khóa cửa lại để Đức Thanh cảm thấy an toàn hơn. Sau khi khóa cửa lại, Dư Đức Thanh thở yên lặng một lúc, nhưng rồi lại trở nên hoảng loạn, liên tục đập vào ổ khóa, phá tung cửa và chạy ra ngoài. Phải mất một lúc sau, gia đình mới kéo được anh trở lại. Lúc này tất cả mọi người đều hoang mang, không hiểu tại sao Dư Đức Thanh, một người vẫn khỏe mạnh, lại bất chợt trở nên như vậy. Trải qua nhiều lần hỏi han, cuối cùng anh cũng tiết lộ bí mật. Bản thân đang sợ hãi vì anh đã nhìn thấy người hàng xóm tên Dịch Trấn Lâm dùng gậy đánh chết mình. Mặc dù đã biết lý do, nhưng gia đình vẫn cảm thấy khó hiểu, bởi Dịch Trấn Lâm là hàng xóm của họ, mối quan hệ giữa hai gia đình cũng không tệ. Vậy thì tại sao Dư Đức Thanh lại nói Dịch Trấn Lâm sẽ dùng gậy sát hại mình? Thậm chí còn mô tả rất chi tiết cảnh tượng xảy ra. Trong lúc mọi người đang băn khoăn, Dư Đức Thanh đột nhiên hét lên rằng muốn mang 1 vạn nhân dân tệ đến xin lỗi Dịch Trấn Lâm, hy vọng anh ấy sẽ tha cho mình. Tiêu Nguyệt Minh nghĩ chắc chắn phải có chuyện bí mật ở đây, và sau nhiều lần hỏi han cô mới biết được rằng chồng mình và Dịch Trấn Lâm có một xung đột nhỏ về việc lấy sỏi đá để tu sửa đường. Vậy nên Tiêu Nguyệt Minh đến nhà Dịch Trấn Lâm ở làng bên để nói chuyện về vụ việc. Nhưng anh ta cũng rất ngạc nhiên vì bản thân hoàn toàn không để ý đến vấn đề này, cũng không hiểu tại sao Dư Đức Thanh lại sợ hãi như vậy. Sau khi về nhà, Tiêu Nguyệt Minh nói cho chồng biết cô đã giải quyết vấn đề, nên Dư Đức Thanh cũng an tâm rằng mọi chuyện đã qua đi. Tuy nhiên, vào một buổi tối, Dư Đức Thanh đột nhiên tỉnh dậy và cầm gậy chạy đến nhà hàng xóm khác. Mặc dù anh ta chỉ đứng đó giơ gậy, không thật sự làm tổn thương ai, nhưng cũng làm cho hàng xóm hoảng sợ. Khi Nguyệt Minh đến, cô phải tốn rất nhiều sức lực mới đưa được chồng về nhà. Dư Đức Thanh khi về đến nhà cũng nói rằng anh ấy đã ổn rồi, sẽ không chạy lung tung nữa. Nguyệt Minh lúc ấy mới yên tâm đi ngủ, nhưng không ngờ rằng chỉ ít phút sau, cô lại nghe thấy tiếng động. Khi ngồi dậy, chồng lại không thấy đâu nữa. Lần này, cô tìm thấy Dư Đức Thanh ở nhà Dịch Trấn Lâm. Nhưng gia đình Dịch Trấn Lâm cũng đang vô cùng hỗn loạn. Tiêu Nguyệt Minh nhanh chóng muốn đưa chồng về nhà, dự định sáng hôm sau sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng không ngờ rằng, trước khi ra khỏi cửa, Dư Đức Thanh đã ngã xuống và thực sự qua đời. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, dự đoán về sự ra đi của bản thân đã thực sự xảy ra. Tại sao có người có thể dự đoán trước về cái chết của mình? Điều kỳ lạ là trên toàn thế giới từ xưa đến nay vẫn thường xảy ra những hiện tượng như vậy. Ngay cả một nhà khoa học hàng đầu ở phương Tây cũng đã từng dự đoán chính xác về thời điểm qua đời của mình. Nhưng tất cả nguyên nhân không phải là do tự sát. Bí ẩn của việc đoán trước ngày qua đời. Như chúng ta vừa nhắc đến ở đầu video, về dự đoán của Dư Đức Thanh, kết quả giám định cho thấy nguyên nhân dẫn đến sự qua đời của anh chính là tổn thương mạnh phía sau đầu.
Gia đình của Dịch Chấn Lâm cho biết, sau khi đập cửa, Dư Đức Thanh đã lao vào tấn công họ một cách điên cuồng, sau đó tự ngã và va vào góc tường. Sự qua đời kỳ lạ của Dư Đức Thanh đã trở thành một câu chuyện lan truyền rộng rãi trong thị trấn. Theo giải thích của y học, anh đã mắc một chứng bệnh gọi là ảo tưởng bị bức hại, nhưng không ai tin vào điều đó. Có người cho rằng anh bị ma ám, cũng có người nghĩ rằng Dư Đức Thanh có thể đã nhìn thấy cuốn sổ sinh tử nên mới dự đoán chính xác về sự qua đời của mình. Rõ ràng cách nói sau này quá thần bí và toàn bộ câu chuyện xảy ra có thể là do bản thân anh tự điều khiển. Tuy nhiên trong lịch sử thế giới, việc dự đoán chính xác về cái chết của mình cũng đã từng xảy ra. Vào thế kỷ 18, nhà khoa học thiên tài Swedenborg, người Thụy Điển, là một người đã tiên đoán chính xác thời gian qua đời của mình. Swedenborg là một tài năng toàn diện trong lịch sử, đã có đóng góp lớn cho nhiều lĩnh vực. Thế nhưng vào giai đoạn trung niên, Swedenborg đột ngột từ bỏ khoa học, chuyển sang nghiên cứu thần học, làm cho mọi người cảm thấy rất bất ngờ. Sau vài thập kỷ nghiên cứu, Swedenborg tuyên bố mình có thể nhìn thấy thiên đàng và thế giới tâm linh. Ông còn xuất bản cuốn sách Thiên đàng và địa ngục. Vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng Swedenborg đang gặp vấn đề về tinh thần, nhưng một số sự kiện xảy ra đã làm cho họ tin rằng Swedenborg có thể thực sự sở hữu khả năng đặc biệt. Vào một ngày tháng 7 năm 1759, Swedenborg đến chơi nhà một người bạn ở Gothenburg. Khi mọi người đang ăn tối, ông đột nhiên nói với mọi người rằng Stockholm đang cháy lớn và ngọn lửa sắp lan đến gần nhà ông. Sau khi nghe điều này, những người có mặt tại buổi tiệc đều cảm thấy Swedenborg chỉ đang đùa. Nhưng vài ngày sau, tin về vụ cháy lớn ở Stockholm được truyền đến. Lúc này mọi người mới bắt đầu tin rằng Swedenborg thực sự có khả năng kỳ diệu. Một ví dụ khác là vào năm 1772, Swedenborg viết thư cho một linh mục người Anh tên là Scotty. Trong thư ông nói, "Tôi biết bạn thực sự muốn gặp tôi cũng muốn gặp bạn, liệu chúng ta có nên gặp nhau không?" Sau khi nhận được bức thư, Scotty cảm thấy rất bất ngờ bởi ông ấy thực sự rất muốn gặp Swedenborg nhưng chưa từng nói với ai về việc này. Làm sao Swedenborg lại biết được? Scotty lập tức trả lời rằng, vào tháng 6, ông tình cờ có một chuyến đi đến thành phố nơi Swedenborg sinh sống và họ có thể gặp mặt. Tuy nhiên, Swedenborg lại nói rằng lúc đó đã quá muộn vì ông sẽ chính thức rời khỏi thế gian vào ngày 29 tháng 3. Swally không tin điều này, nhưng thật bất ngờ là Swedenborg đã thực sự qua đời vào ngày 29 tháng 3. Người hầu của ông cũng xác nhận rằng chủ nhân đã tiên đoán được ngày giờ ra đi của mình. Ngoài Swedenborg, trong lịch sử thế giới cũng có những ghi chép về việc một người tiên đoán được sự qua đời của mình, thậm chí cả những vụ tử vong của một nhóm. Liệu sự sống và cái chết của con người có phải đã được định sẵn và tại sao lại có người có thể tiên đoán được ngày giờ ra đi của mình? Sổ quỷ. Trong năm quang tự đầu tiên của Trung Quốc, một đợt hạn hán lớn kéo dài nhiều năm đã xảy ra, được gọi là nạn đinh mậu. Đây được xem là một thảm họa lớn chưa từng thấy trong nhiều thế kỷ của lịch sử Trung Quốc đến thời điểm bấy giờ, khiến hàng triệu người bỏ mạng cùng hàng chục triệu người phải lang thang không nơi nương tựa. Trong thành Thiên Tân, chính phủ đã lập ra các công xưởng cứu trợ, nuôi dưỡng phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên vào một đêm, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại công xưởng, cháy lớn và lan nhanh khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. Chỉ còn khoảng 300-400 người may mắn thoát nạn. Những người sống sót mô tả rằng trước khi hỏa hoạn xảy ra, họ đã nghe thấy tiếng gọi tên và nghĩ rằng có lẽ chính phủ đến phát áo ấm và thức ăn, nhưng khi ra ngoài thì không thấy bóng dáng ai. Ngay sau đó, thảm họa đã ập đến khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Một lời đồn dân gian rằng có thể việc gọi tên lúc bấy giờ thực sự tồn tại. Tuy nhiên, người gọi tên có lẽ không phải là những người thuộc chính phủ mà là quỷ sứ. Họ căn cứ vào sổ quỷ để đưa những người đã được định sẵn phải chết. Nói đến sổ quỷ, nhiều người có thể nghĩ đến sổ sinh tử trong Tây Du Ký, nơi ghi lại thời gian sinh và tử của con người. Sổ quỷ và sổ súng chết cũng có điểm tương đồng, chỉ khác là sổ quỷ dùng để tiện cho quỷ sai đến để bắt người. Vậy nếu thực sự có sổ quỷ thì danh sách này được lập theo tiêu chí nào? Chẳng hạn như với vụ hỏa hoạn tại công xưởng cứu trợ mà chúng ta vừa nhắc đến. Trong số hơn 1.000 người thì hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đa số họ đều chưa từng làm điều ác. Vậy tại sao lại gặp phải thảm họa kinh hoàng như vậy?
Có một câu chuyện trong Giác Viên Bút Ký có thể cho chúng ta một số gợi ý về vấn đề trên. Vào cuối triều Thanh, tại Ninh Viễn Phủ có một vị quan liêm khiết tên Ngưu Thụ Mai, được người dân địa phương vô cùng yêu mến. Một ngày nọ, tại địa phương xảy ra động đất khiến vô số dân chúng tử vong, trong đó có người con trai yêu quý của Ngưu Tri Phủ. Ông vô cùng phẫn nộ trước cảnh tượng thảm khốc nên đã viết bài để chất vấn các vị thần ở âm phủ. Muốn hỏi tại sao các vị thần lại giáng họa như vậy mà không bảo vệ dân chúng trong thành. Phải chăng dân chúng trong thành đều là người ác? Thậm chí ông đã suốt đời vì dân vì nước, chưa từng làm điều gì xấu, tại sao vẫn phải gánh chịu tai họa? Vậy thì làm sao con người có thể tin vào thần linh? Sự phẫn nộ của Ngưu Tri Phủ chỉ là một hành động bộc phát, nhưng đêm đó, ông lại thực sự mơ thấy Thành Hoàng Thần. Thành Hoàng Thần giải thích rằng toàn bộ người dân trong thành bị tai họa thảm khốc như vậy đều là do họ đã tích tụ nhiều tội nghiệt. Phần lớn người trong thành đều là những kẻ có tội. Âm ty đã phải mất gần 10 năm để sắp xếp những người có tội cùng với nhau. Những người vô tội tự nhiên sẽ sống sót qua trận động đất. Tuy nhiên, còn những người bề ngoài tốt lành nhưng cũng gặp phải tai ương. Đó là do họ phải trả giá cho những tội lỗi từ kiếp trước. Thậm chí cả Ngưu Tri Phủ cũng đã tích lũy quá nhiều tội lỗi trong kiếp trước. Nếu không phải nhờ công đức đời này thì cũng không chỉ bị thương ở mắt cá chân. Lúc này, Ngưu Tri Phủ mới hiểu rằng đó chính là quy luật nhân quả trên thế gian. Nếu đời này không trả thì kiếp sau họ vẫn sẽ mang nhiều tội nghiệt. Tất cả những câu chuyện chúng tôi vừa mang đến đều có thêm những yếu tố dân gian chưa được chứng minh bởi khoa học. Điều duy nhất có thể khẳng định là những dấu hiệu cảnh báo liên quan đến sự sống đều xuất phát từ chính cơ thể mình. Khi có vấn đề về sức khỏe, cơ thể sẽ phát tín hiệu cảnh báo. So với những lời giải thích mang tính thuyết pháp thì phản hồi từ cơ thể rõ ràng là chân thực và đáng tin cậy hơn. Bạn nghĩ sao về việc một người có thể tiên đoán được thời điểm bản thân qua đời? Xung quanh bạn có xảy ra sự việc nào tương tự hay chưa? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.